Xiaomi EV, chi nhánh ô tô của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi đã đặt mục tiêu lớn, đưa phương tiện của họ có thể chạy trên mọi nẻo đường của thế giới. Tuy nhiên, trong một phiên hỏi đáp gần đây trên Weibo, Xiaomi EV đã trả lời câu hỏi liệu mẫu xe Xiaomi SU7 đầu tiên của hãng có được bán ra thị trường toàn cầu hay không. Công ty cho biết hiện tại trọng tâm vẫn là thị trường nội địa Trung Quốc. Việc thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô này bắt đầu vào tháng 3 năm 2021 khi công ty công bố khoản đầu tư đáng kể 1,4 tỷ USD vào hoạt động kinh doanh ô tô của mình với lời hứa sẽ tăng thêm 10 tỷ USD trong thập kỷ tới. Người sáng lập và giám đốc điều hành của Xiaomi Lê Jun đã bày tỏ hy vọng cao vào chiếc xe đầu tiên của công ty. Tuy nhiên, Xiaomi EV vẫn ngại tiết lộ những chi tiết quan trọng. Tại một sự kiện ra mắt công nghệ vào tháng 12, công ty đã giới thiệu Xiaomi SU7 và chia sẻ thông số kỹ thuật của nó nhưng vẫn kín tiếng về giá bán. Trong thế giới ô tô điện, giá cả có thể tạo nên thành công của một thương hiệu hoặc cũng có thể bóp chết nó. Một sự thật thú vị về chiến lược của Xiaomi là mong muốn trở thành một trong năm nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới trong vòng 15 đến 20 năm. Lê Jun đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là trở thành nhân tố chủ chốt trong lĩnh vực lái xe thông minh vào năm 2024. Tuy nhiên, con đường này đầy rẫy những thách thức vì ngành này vốn đã bị thống trị bởi những gã khổng lồ lâu đời. Bản thân Lee cũng thừa nhận để thành công Xiaomi phải xuất xưởng hơn 10 triệu chiếc mỗi năm. Một chi tiết đáng chú ý khác là quyết định của Xiaomi EV chỉ tập trung vào thương hiệu Xiaomi EV thay vì mở rộng dòng sản phẩm với xe Redmi. Redmi là một thương hiệu phụ, giá cả phải chăng của Xiaomi phục vụ cho phân khúc thị trường có ngân sách hợp lý hơn. Hiện tại Xiaomi dường như quyết tâm tạo ra một vị trí thích hợp trong thị trường xe điện cao cấp, nhưng liệu hãng có thể cạnh tranh với các đối thủ lâu đời hay không thì vẫn phải chờ thời gian trả lời. Giá bán của Xiaomi su7 vẫn là một bí mật và chiếc xe điện đầu tiên của Xiaomi cũng sẽ không hề rẻ. Các tin đồn đã lan truyền chống mặt với mức giá thấp nhất là 14.000 đô la Mỹ, khoảng 350 triệu Việt Nam đồng và cao nhất là 28.000 đô la Mỹ, khoảng 682 triệu Việt Nam đồng. Xiaomi LV đã bác bỏ những tin đồn này, nhưng giá bán thực tế vẫn còn là một ẩn số.